Huyện Ngọc Hồi tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên thuộc Đảng bộ các xã thị trấn trên địa bàn, trong đó có một đảng viên 55 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo huyện khẳng định, việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đảng viên được trao huy hiệu đều là những người tiêu biểu, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao. Nhiều đảng viên dù tuổi cao vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Huyện Đắc Tô có 12 đảng viên vinh dự được trao huy hiệu đảng, trong đó có 2 đảng viên 60 năm tuổi đảng. Lãnh đạo huyện ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đảng viên đối với sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trong cán bộ đảng viên tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra